khi quen chồng em thì em có quen một người khác nữa. Ừ. Và sau khi người đó mất được một năm thì em quen chồng em. Ừ. Người trước đây em quen là một người không khuyết tật. Ừ. Qua thời gian quen nhau thì bọn em cũng có một cái tình cảm gọi là đẹp. Và khi anh ấy mất thì hầu như là em cảm thấy mình là ở trong một cái góc nhỏ thôi. Em không dám bước ra ngoài thế giới bên ngoài nữa. Em chủ động nhắn tin thì anh sợ là gặp em thì em lại không như anh, thì anh không dám mở lòng. Nhưng mà khi mà em với bảo là bây giờ chúng mình sẽ nói thật với nhau. Ừ. Thì em hỏi anh là anh có phát triển bình thường không? Anh bảo là không. Em hỏi anh là hiện tại anh cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu cân, thì anh bảo là anh cao 1m38, nặng 30 cân thôi. Ra xong rồi em bảo là anh hợp với em rồi đấy, chúng mình về đội của nhau đi. Đấy, và từ đấy là anh mới bắt đầu chủ động nhắn tin em. Có lần đi chơi như vậy là ổng có nắm tay có hôn mình không? Nắm tay thì có, nhưng mà nụ hôn thì đến bây giờ vẫn chưa có. Ôi là sao? Tại vì đến bây giờ ấy em vẫn không được phá được cái ranh giới của mình đang bao bọc lại. Những cái xúc cảm đấy nếu như mà mình cứ cố nghĩ tới nó ấy, thì cái cảm giác buồn nó nhiều hơn. Và em tự mặc định cho mình là không nghĩ tới những cái đấy. Còn những cái xúc cảm xa hơn ấy thì mình nên bỏ. Em rất sợ khi mà mình cứ càng nghĩ tới những cái xúc cảm bình thường ấy, thì cái đầu mình bình thường mà, mỗi cái thân mình nó không bình thường thôi, thì mình sẽ gây cho mình một cái cảm giác bị giống như kiểu là bị ức chế. Đúng rồi. Càng nghĩ tới thì mình càng bị ức chế. Em tên là Trần Văn Hưng, em đến từ Thanh Hóa, năm nay em 34 tuổi. Hiện đang công tác tại Hà Nội ạ. Em xin chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thị Thơm, năm nay em 30 tuổi, em đến từ Thanh Hóa. Hiện em đang là quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Minh Chân. Vợ chồng em đến đây ấy, có mang đến cho anh gửi tới anh chị một món quà rất là đặc biệt. Đầu tiên đó là món quà là bánh cốm ngon nhất Hà Nội ạ. Trời em gửi ơi. Tới anh chị. Rồi, chị Vân rồi. Rồi chị cảm ơn em. Rồi tiếp dạ, theo em gửi anh ạ. Ôi, cái này là bánh cốm hay dạ, em? Đó là bánh phu thê ạ. Hai em ở từ một nơi rất xa vào trong đây để mà tham gia chương trình như thế này. Đó là một điều rất là quý. Thay mặt chương trình, anh và chị Hồng Vân xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son nha. Cơ duyên lần đầu gặp tiên nhau. Hai bạn chúng ta gặp nhau ở đâu nè? Rồi ai có cảm tình với ai trước nè? Hai vợ chồng em là có kết bạn trên một cộng đồng Facebook ấy, nói chuyện nhắn tin qua lại với nhau. Một ngày nào đó rồi hai vợ chồng gặp nhau. Mà khoảng cách là vợ với chồng là cách xa 20 km. Em tự đi một mình đến để gặp vợ. Đó là cái cộng đồng Facebook, đó cộng đồng, đó là cộng đồng gì em? Cộng đồng người tí hon ạ. Cộng đồng người tí hon. Còn Thơm thì sao? Dạ, lần đầu tiên ý, bọn em quen nhau ấy là em quen chồng em sau một cái sự kiện rất là buồn ấy. Là trước khi quen chồng em thì em có quen một người khác nữa. Và sau khi người đó mất được một năm thì em quen chồng em. Và người trước đây em quen là một người không khuyết tật. Qua thời gian quen nhau thì bọn em cũng có một cái tình cảm gọi là đẹp. Và khi anh ấy mất thì hầu như là em cảm thấy mình là ở trong một cái góc nhỏ thôi. Em không dám bước ra ngoài thế giới bên ngoài nữa. Đến năm 2017 á, thì em có tham gia một vào cái cộng đồng mạng của người tí hon ấy, cộng đồng Facebook. Ở trong đấy em có rất nhiều các bạn nam tí hon. Nhưng mà khi mà nhìn thấy chồng em hiện tại ấy, thì em có một cái cảm giác đó là hình như là anh này rất là hiền. Và em chủ động nhắn tin. Thì anh sợ là gặp em thì em lại không như anh, thì anh không dám mở lòng. Nhưng mà khi mà em với bảo là bây giờ chúng mình sẽ nói thật với nhau, thì em hỏi anh là anh có phát triển bình thường không? Anh bảo là không. Em hỏi anh là hiện tại anh cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu cân, thì anh bảo là anh cao 1m38, nặng 30 cân thôi. Ra xong rồi em bảo là anh hợp với em rồi đấy, chúng mình về đội của nhau đi. Đấy, và từ đấy là anh mới bắt đầu chủ động nhắn tin với em. Bến bao lâu thì các em mới lần đầu tiên là gặp nhau ở ngoài đời? Bọn em nhắn tin thời gian thì thật sự em cũng nghĩ đó là một khoảng thời gian dài ạ. Và ngày mà đầu tiên bọn em gặp nhau ấy là không phải chủ động hai đứa hẹn riêng đâu. Mà em hẹn anh ấy là vào một cái dịp sinh nhật của một người bạn cùng phòng em ấy. Em bảo là anh ơi, khoảng 2 tháng gì đấy, phòng em có một người bạn làm tổ chức sinh nhật. Thì tất cả các bạn bè ai cũng có cặp đôi ấy. Thì bây giờ anh có muốn đi cùng em tới cái chỗ buổi tiệc đấy không? Nhưng mà bạn em cũng là người tí hon luôn. Không ạ, bạn em là một người không khuyết tật. Dạ vâng. Bình thường. Thì anh đồng ý đi. Thì khi mà anh xuất hiện cùng với em trong buổi tiệc sinh nhật của bạn ấy, thì thật sự anh xuất hiện rất là chỉn chu, rất là hoạt bát. Và có nghĩa là anh xuất hiện anh không có cái kiểu là anh bị gò bó trong cái thế giới của mình nữa. Mà Hưng thì sao? Hưng nhìn cô này ở ngoài thì trong cái bữa tiệc đó thì Hưng thấy làm sao? Em thì thấy vợ em rất là xinh. Em ít nói nên em lại thích người cá tính hơn mình. Cái giai đoạn đầu tiên mà hai đứa quen nhau á, là Hưng á theo đuổi cái cô Thơm này như thế nào? Có mạnh dạn hay không? Em thì cũng nhút nhát, không có mạnh dạn lắm. Rồi bao lâu thì ông mới nắm tay em? Hình như là lần đầu tiên gặp đã nắm rồi đấy ạ. Rồi, nhưng mà nhút nhát cái gì? Rồi sau đó thì sao? Hai đứa có đi chơi riêng với nhau? Dạ có, 2 lần thôi ạ. 2 lần? Vâng. Mỗi lần đi chơi như vậy là ông có nắm tay, có hôn mình không? Nắm tay thì có, nhưng mà nụ hôn thì đến bây giờ vẫn chưa có. Ôi là sao? Tại vì đến bây giờ ấy em vẫn không được phá được cái ranh giới của mình đang bao bọc lại. Những cái xúc cảm đấy nếu như mà
mình cứ cố nghĩ tới nó ấy, thì cái cảm giác buồn nó nhiều hơn. Và em tự mặc định cho mình là không nghĩ tới những cái đấy. Còn những cái xúc cảm xa hơn ấy thì mình nên bỏ. Em rất sợ khi mà mình cứ càng nghĩ tới những cái xúc cảm bình thường ấy, thì cái đầu mình bình thường mà, mỗi cái thân mình nó cũng bình thường thôi, thì mình sẽ dây cho mình một cái cảm giác bị giống như kiểu là bị ức chế. Mình càng nghĩ tới thì mình càng bị ức chế. Tụi em đừng có cố gắng để mà kềm tất cả những cái cảm xúc đó lại. Tụi em cứ hãy mở ra, tự mình open ra, tại vì mình có quyền. Mình bây giờ mình là vợ chồng rồi, chứ mình không phải là hai người bạn chơi với nhau nữa. Tức là cứ để cái cảm xúc đó nó tới đi. Còn được hay không được đó lại là một chuyện khác. Cho nên mình đừng có nghĩ là thôi mình cứ cố cũng không được, hay là mình thế này thế nọ. Đừng, mình bỏ cái tư tưởng đó đi em. Từ đây á, tụi em cuộc sống tụi em cứ cởi mở ra đi. Nắm tay, rồi có thể hôn nhau, có thể khám phá hơn như vậy nữa, thì có thể là cơ thể của mình nó sẽ từ từ nó thích nghi được, nó thích ứng được. Có thể hôm nay chưa được, nhưng mà từ từ nó sẽ được. Cứ tự nhiên mình tự mình gói mình lại chi, đúng không? Mình được quyền cởi mở ra mà, đúng không? Anh cũng ủng hộ cái điều mà chị Vân vừa chia sẻ với các em. Mà bây giờ là đã tham gia vợ chồng son rồi thì vẫn có theo từng khung bậc. Bây giờ là đến cái chuyện mà nói xấu nhau nè. Khi mà về ở chung thì lò ra những tật xấu gì nè? Thơm có tật xấu gì không? Vợ em thì cũng có một vài tật xấu. Tính em thì rất là cẩn thận, mà vợ em thì rất là luộng thuộng, bề bộn. Nói gì nữa? Khi nói chuyện thì vợ em luôn là bốp chát với em chứ. Bốp chát, coi như là lớn nhất mình em, phải vâng. Bây giờ tới Thơm nè, bạn ấy có tật xấu gì nè? Tật xấu của anh lớn nhất ấy, đó là luôn chọc tức em. Nói ra thì xấu hổ, sáng nay vừa chọc tức em xong mới đến đây được ấy ạ. Thế chứ lại. Rồi ạ, anh cẩn thận quá, như là ý là gọn gàng quá mức luôn ý. Ví dụ em đi làm về xong em vừa mới bỏ cái áo xuống cái, vô tình thôi em đi ra ngoài mà quên không cất vào là thôi rồi. Kiểu gì cũng la, nhưng mà anh kêu á, anh bảo lại bảo em dọn một lần không nói đâu, 4 lần, 5 lần, khi nào mà em cáu lên thì thôi anh không nhắc nữa. Còn không là nói hoài. Anh có phải là người luôn luôn tạo sự bất ngờ cho em không? Có anh có phải là người lãng mạn không? Anh là thuộc tiếp người là lãng mạn trong cái sự khô khan. Chưa hiểu. Có nghĩa là anh rất thích tặng quà cho vợ, nhưng mà cái món quà đấy thì vợ phải tự mua. Từng ngày cứ hỏi vợ ơi, vợ có thích cái này không? Thì nói thật là tiền bây giờ là vợ chồng rồi, bây giờ bảo thích thì lại bảo là đua đòi, đua đòi hay là suốt ngày đòi cái này đòi cái kia. Thì luôn luôn câu trả lời là không, em không thích đâu. Lại hỏi vợ có thích hoa không thì hỏi chị xem con gái trên thế giới này có ai không thích hoa đâu. Không, em không thích hoa đâu, hoa ui, nó không có nghĩa. Toàn phải như thế không, nó luôn phủ định là mình không thích một cái gì cả. Để cho khỏi mua, đúng không? Khỏi, với lại khỏi bị mang tiếng là mình đòi hỏi, đúng không? Tại vì nếu mà muốn mua thì lại đi mua lấy thì mua làm gì nữa. Nhân đây thì em mong muốn thay đổi điều gì? Em mong muốn chồng thay đổi gì nè? Cái điều mà em mong muốn duy nhất hiện tại và bây giờ ấy, thân hình mình là tí hon. Người ta nghĩ rằng mình là trẻ con, nhưng em chỉ hy vọng anh là từ ngày bây giờ ấy, môi trường hiện tại của bọn em đang làm việc là một môi trường cực kỳ tuyệt vời. Ở nơi đấy bọn em được học rất nhiều, và học cái quan trọng nhất đó là học cái đối nhân xử thế, học cách làm sao để cho mà khi một người, không chỉ là những dạng tí hon bọn em mà những người khuyết tật khác bước chân ra ngoài bên ngoài kia ấy, thì đều có sự tôn trọng. Và em rất mong rằng là chồng em sẽ học được tất cả những gì mà ở môi trường hiện tại mang đến cho chúng em, để chồng em một ngày nào đấy có thể đứng trước gia đình và tự hào tuyên bố rằng con là một người trưởng thành, chứ không phải là một đứa trẻ như ngày hay trước quá. Hay quá. Rồi bây giờ em mong muốn Thơm thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em có thể là hiền nói chuyện thì không nên cáu gắt, mềm đi một chút. Với vợ á, thực ra là khi mà em nói những cái mong muốn của em á, chị biết em là một người cái đầu em trưởng thành hơn chồng luôn á. Em có những suy nghĩ chín chắn hơn chồng. Thì bây giờ á, cái điều mà chị mong muốn ở em á, là sau cái hôm nay em phải tạo sự tự tin cho chồng. Em sẽ làm được điều đó, để tụi em sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng là cho gia đình, cho cha mẹ thấy làm được chúng hết. Con đã là những người trưởng thành rồi. Rồi chúc tụi em đạt được mong muốn nha. Chúc cho hai vợ chồng em luôn luôn vui vẻ và sẽ hòa hợp với nhau trong tất cả mọi thứ nha. Cảm ơn em. Em tên là Võ Nhật Trường, năm nay 31 tuổi, hiện đang làm nhân viên kinh doanh. Thế còn em? Dạ, em tên là Trần Thị Bích Hồng, năm nay em cũng 31 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Chắc đi bán gì đó gặp với cô này. Có nghĩa là cái chị giới thiệu em vô trong chỗ làm, xong bắt đầu em làm thì em vào trong đó em thực tập ở cái chỗ đó thì gặp ông xã em bây giờ. Thế là anh ấy bảo với em á, lần đầu tiên mà gặp em á là anh ấn tượng là cái khuôn mặt em. Sau đó là anh nhìn tới bàn tay bàn chân của em. Anh nó thích là con gái mà có một cái bàn tay bàn chân là nhìn cũng đẹp, nên là anh thích. Có nghĩa là em gặp bạn này cái là em yêu liền. Dạ đúng rồi. Nhưng bây giờ cái mặt cái bàn tay bàn chân đó. Nó cái bàn tay bàn chân nó quyết định nhiều thứ lắm. Có nghĩa là mình nhìn vô nó mềm mại á, sau này nó người con gái mà mềm mại ít quấn chồng nên em chọn. Còn em gặp chồng em có
Dạ không, không ấn tượng gì hết chị. Vô gặp thấy người đâu nhỏ xíu, mặt mắt thì đẹp lắm, mắt lông mi dài, cong vút là nhân gái á, mà cứ nhìn là chớp 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 đi liền vậy đó. Cái anh mới sau này mới hỏi nó, anh là có cái tật vậy đó, anh nhìn ai anh cũng chớp liên tục vậy hết trơn. Có nghĩa là nhìn ai chứ phải nhìn con gái không đúng dạ, không? Dạ đó. Nhưng mà em có thấy chồng em chân chất không? Dạ có, chân trai miền Tây mà anh chân chất đó. Chắc là yêu vì điều đó à? Yêu vì anh nhiệt tình. Tại vì lúc mà tụi em quen nhau á, là lúc đó em làm tới 10 giờ đêm. Thì anh là làm kho là tới khoảng 5 giờ chiều anh về rồi. Nhưng mà anh ngồi tới 10 giờ đêm, anh phụ em làm. Kể từ lúc đó thì bao lâu thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Khoảng tháng mấy nữa? Mà yêu bao lâu mới lấy? Dạ yêu 5 năm mới lấy á chị. Nhưng mà là trong cái khoảng thời gian khoảng 3 năm là tụi em có chia tay. Lý do? Lý do là tự nhiên anh bỏ bê em chị, không có thèm vén mảng gì tới em hết. Bình thường là cứ một tuần xuống gặp em 2 lần. Nhưng mà cứ 3-4 tháng trời không thèm xuống gặp em luôn. Em không biết lý do tại sao. Thế là em nhắn tin, em giả bộ em nhắn tin chia tay thôi. Cũng đồng ý chia tay luôn. Bình thường là không chịu đâu. Từ đó chia tay 6 tháng trời mới quay lại. Mà lý do sao em lại như vậy? Tự nhiên mình đang em bỏ do cuộc sống mình hồi xưa dưới quê nó cũng không được là khá lắm. Thì mình tự ti bản thân á, mặc cảm bản thân thì nhiều lúc thấy mình tự ti quá nên thôi để buông xuôi cho vợ đi kiếm người khác. Sau khi cái lần quay lại đó thì chồng em nói lý do đúng không, là tại vì chồng em tự ti như vậy thì em mới tha thứ và sau đó là hai đứa yêu nhau hơn nữa. Rồi từ lúc mà cưới về thì chắc có lẽ là các bạn đã quá thấu hiểu về nhau. Dạ, thì có cái tật xấu gì không? Nói chung là cái gì anh cũng hỏi ý kiến em hết á. Sinh nhật của em đúng không, em muốn là anh có một cái gì đó gọi là lãng mạn bất ngờ, nhưng mà không, xuống tặng một bó bông. Cái em ơi hôm nay em muốn đi đâu chơi, thế là em phải nói địa điểm nào đi chơi thì anh chở tới đó thôi, chứ không bao giờ mà anh có một cái suy nghĩ là bất ngờ tạo cho em hết. Ngay cả cái lần đầu tiên á mà anh hôn em cũng vậy, anh cũng hỏi ý kiến là em ơi cho anh hôn một cái nha. Cái bắt đầu em là con gái mà mình lúc đó mình cũng không quen ai hết, không lẽ mình gật đầu đó đúng rồi. Cái xong bắt đầu cái em nói không, anh hỏi tới 3 lần mà lúc đó mình cũng muốn khung quay làm sao. Thế là em gật đầu nhẹ, cái đâu anh hôn em, cái đó là cứ hỏi dễ thương không, dễ thương không à. Hai chồng em là có mấy em mà bé rồi? Dạ một ạ. Vậy chứ mới kìa muốn có em bé, anh hỏi em ơi muốn có em bé không? Dạ cái này cũng có. Tại vì mình coi phim này nọ rồi sợ bị quýnh lắm, sợ quýnh cũng sợ lắm, phải hỏi kiến trước cho nó chắc, thấy mà bàn tay mình nắm lại là an tâm. Nhưng mà buông ra là nguy hiểm, nữ mà buông ra là mặt chân bị tát, bởi vì em thấy nắm lại thì chắc ăn rồi. Thôi sợ đi. Ngoài cái tật xấu đó ra còn gì nữa không? Cũng còn cái tật là anh không có sâu sát về suy nghĩ của vợ. Ví dụ như là em nấu ăn đúng không? Thì em trông con gì đó thì em á, ý tâm ý của em là muốn là chồng tự động tự chủ vô trong đó là phụ vợ, là vợ ơi em vợ muốn làm gì anh phụ cho. Nhưng mà không, cứ nằm chơi game vậy đó, hoặc là đọc báo, đợi tới khi nào mà anh nhờ cái này nhờ cái kia bắt đầu mới đứng lên làm. Nhưng mà cũng thêm một cái tật đó là lề mề đó chứ, ừ để đó anh làm cho, nhưng mà đợi khoảng chừng nửa tiếng sau quay lại, ủa anh ơi anh làm chưa? Chưa, để chút xíu anh làm cho, là tới lúc đi ngủ rồi mới chưa làm. Do cái tật em là ví dụ em đặt đọc báo rồi á thì nó bị cuốn hút vô trang báo, cuốn hút mà đọc chừng nào xong đi mình mới làm mới hứng có làm được. Cái đang đọc báo mà kêu làm rồi bởi vậy nó không hứng được. Mà cái em nghĩ là cứ khi nào mà vợ cần thì vợ cứ nhờ giả, chứ đừng có để người chồng phải đọc suy nghĩ. Bây giờ chị hỏi nè, tụi em á trong có một quá trình yêu nhau là 5 năm, bây giờ là 4 năm lấy nhau rồi. Thì cái tình trạng hôn nhân của tụi em bây giờ là như thế nào? Chiến tranh lạnh, tại vì mỗi lần em nhờ không được là em giận, mà em giận là em không có nói chuyện liền. Anh cũng không bao giờ anh năn nỉ em, biết em giận á, biết em khóc luôn á, nhưng mà nằm ngủ một mình quay lưng ra chỗ khác ngủ, em nằm một mình quay lưng chỗ khác ngủ, cứ tình trạng xảy ra hoài á, mà tới giờ tụi em cũng không có hướng giải quyết. Có nghĩa là do hai chồng hiện tại, cái tôi hai chồng quá lớn thì em cũng biết, nhưng mà mình đang điều chỉnh dần dần để cho nó phù hợp hơn. Thì xưa cái tính em nó ngược so với bây giờ nhiều lắm, nhưng bây giờ em đã thay đổi nhiều thứ. Chị hỏi nè, bây giờ cái cuộc sống của vợ chồng em á, ai là người quyết định về kinh tế? Dạ chắc chồng em. Có nghĩa là chồng em á, so với cái hồi mà tụi em quen nhau, chồng đã thay đổi rất nhiều. Dạ, đúng rồi. Về công việc, đúng rồi. Về cuộc sống, về môi trường và cái vị thế của chồng em trong công việc, đúng không? Dạ. Đó, và đồng thời nó kéo theo cái thay đổi về tính cách. Đó, nó là như vậy. Nhưng mà em thì em thích chồng em ở cái giai đoạn trước hay giai đoạn bây giờ? Em thích chồng ở giai đoạn bây giờ. Thế thì tại sao lại có lý do là hai vợ chồng lại là chiến tranh lạnh xảy ra hoài? Em muốn nói chuyện lắm chị, nhưng mà em không nói được. Không biết sao trong đầu mình suy nghĩ, mình chửi, mình nói đủ thứ trong đầu mình á. Nó nhiều lắm, nhưng mà em không mở miệng. Không nói ra bằng miệng được. Đúng rồi. Mà mỗi lần mà em giận chồng em á, thì cái cảm giác của em như thế nào? Tức lắm anh. Tức ngủ không được á, mà tức mà phát khóc luôn á. Bắt đầu ngồi suy nghĩ ông này này nọ nữa. Nói suy nghĩ đủ thứ trên đời hết á. Chị cảm giác là giống như hai vợ chồng em á đang cố gắng muốn dẹp lại cái tôi của mình, tức là muốn bớt đi, nhưng mà lại muốn đối phương phải là người xuống nước trước. Hai người là cứ giống như mình đấu trí với nhau á, là bây giờ cái tôi của cô phải dẹp trước, nhưng bên đây thì cái tôi của anh phải dẹp trước. Tình trạng bây giờ đang là như vậy đúng không? Cho nên thành ra là bằng mặt mà lại không bằng lòng. Thế thì bây giờ là vợ muốn chồng
thay đổi điều gì? Nói chung là suy nghĩ tới vợ một chút xíu. Với lại hả, nếu như mà thấy vợ giận á thì chịu khóc kề hoặc ôm vợ một cái thôi cũng được rồi. Xuống nước nói ngọt cho em một tiếng á, em ơi cần anh phụ gì không mà này kia đâu đây anh giữ con cho hay này nọ, là cái là em nguôi giận em hết giận liền. Nó có khó với em không? Dạ không, đó em làm được. Hai vợ chồng mà nó giận quay lưng thì nó khó ngủ lắm trời đất ơi. Còn em vợ em à, em không muốn thích đón suy nghĩ nên là cứ vợ cứ cần gì thì cứ nói. Chị nói nghe nè, bây giờ em cứ muốn chồng em đón ý mà chồng em thì muốn là nói. Em cứ nói ra coi như mở ra. Dạ. Thế thì cái điều mà để mà em phải mở ra với chồng em thay vì bắt chồng em đón ý thì có khó với em không? Nếu mà lúc đang giận thì khó lắm chị. Đó, như vậy có nghĩa là em tự tìm cái phần khổ về cho mình đó. Dạ vì em phải như vậy, ví dụ chị nói nè, mình thương chồng mình yêu chồng mình, chăm chồng mình và cởi mở với chồng mình chứ đâu phải ai đâu mà mình phải sĩ diện, đúng không? Trong chuyện này là không cần sĩ diện trong chuyện này á, cho nên bây giờ đón ý là cái công việc của cái người mà thâm trầm sâu sắc mà phải đón ý được người khác. Thì giờ chồng em đã xác định chồng em như vậy rồi, em việc gì em phải để chờ đón ý. Anh ơi quét giùm em nhà đi anh. Thậm chí hai chồng mà chưa ấy còn nói vô níu đó ổng rồi đó. Quét em cái nhà đi đó. Là em có làm không? Dạ chắc chắn là làm đi chứ không nói giờ không làm đúng không? Em thay đổi thử đi nha em. Đó anh nói nghe nè, đi ra ngoài xã hội á mình đã phải đấu trí với bên ngoài, đúng rất rồi, mệt mỏi rồi, mệt lắm, về đừng đấu trí với nhau nữa. Cái gia đình của mình là cái nơi để mình cởi mở hết, mà anh ơi em vậy vậy, anh ơi thế này nọ kia đó. Ngược lại thì ví dụ như em biết vợ em á, cái gọi là cái tánh của cái người mà hay tự ái hay này cái nọ thì lâu lâu em phải gợi một chút, sao bữa nay vợ muốn anh phụ vợ cái gì nè, nói nghe coi. Thì sẵn cái đà đó vợ nói luôn, bây giờ đừng có đấu trí nhau nữa, bây giờ hai người phải là một. Bây giờ là nếu mà ổng không làm á kêu con vô đó, ngắt nhéo ổng cắn ổng một đứa đúng không? Dạ. Bây giờ phải làm ba cây chụm lại nên hồi mới cao. À, anh nghĩ là em thay đổi được đúng không? Dạ. Em thay đổi được đúng không? Dạ. Được hết. Bây giờ phải áp dụng từ ngay sau khi vào chương trình này nha. Rồi, chúc em hạnh phúc. Hạnh phúc mãi mãi như thế này. Dạ. Cảm ơn chị. Con tên là Nguyễn Bỉnh Khiêm và sinh năm 1989. Dạ. Con thì gọi là dân Quảng Ngãi mất gốc, tại vì con sống ở Sài Gòn này từ nhỏ tới lớn luôn. Dạ. Gốc Quảng Ngãi. Trời, cái tên gì mà gọn lõn vậy trời, im một tên đường mà gọi là quá nổi tiếng, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trọn gói luôn á. Dạ. Cái vấn đề này thì ngày xưa con cũng hỏi ba má con rồi thì chỉ nhận lại một cái cười trừ thôi. Con nghĩ là không nói rõ lý do nhưng mà con nghĩ là chắc là ở đó có gắn liền cái sự kiện gì với ba má con hay sao á. Chắc vậy rồi. Tình cờ mà trên con đường đó chắc là ba má con có chuyện gì xảy ra đó. Cho nên là trọn vẹn luôn là Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đứng con đường đó là có con hay sao đó. Sao được? Em sao vậy? Hả? Trên con đường đó là có không, trên có nghĩa là trên con đường kỷ niệm hai ba má gặp nhau trên đường đó. Rồi có con. Có con ở sao, ở chỗ nào? Nguyễn Minh Khiêm có khách sạn nào không ta? Nhiều khi Nguyễn Minh Khiêm ở ngoài quê nữa, ở quê Quảng Ngãi nữa sao, đúng không? Rồi con làm công việc gì? Dạ thì con thì ở nhà con là có cái xưởng sản xuất áo đi mưa. Áo mưa. Dạ. Rồi con nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con 31 tuổi. 89. 31. 31. Dạ, 31. Rồi mời con. Dạ con là Hoàng Thị Kim Khánh. Con tới từ Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột. Khi mà con lấy chồng thì con mới xuống dưới đây, con ở dưới đây. Và năm nay thì con 29 tuổi rồi. 29. Dạ. Chắc công việc là cũng ở nhà phụ ông xã. Trước kia thì con có học y dược, xong rồi học cũng nói chung là khi lấy ảnh cái là cũng đứt luôn. Rồi về phụ thành lập công ty riêng, hai vợ chồng làm việc. Dạ. Là bây giờ sản xuất áo đi mưa. Đúng rồi. Cả hai chồng chắc là con chỉ ở cái khâu rồi thu tiền, gom tiền, giữ tiền rồi thôi đúng không? Dạ cũng trả nợ nữa đó cô. Đúng rồi, tình hình dịch này chắc cũng ảnh hưởng dữ lắm. Đúng rồi ạ. Rất là ảnh hưởng. Thôi nói chung là dịch mà vẫn mưa mà em. Hả? Mưa dịch mà vẫn mưa. Là tại vì đâu ai đi ra đường đâu. Nhưng mà cái khâu sản xuất thì nhà nước vẫn đang cấm đó. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ là hai con là đám cưới với nhau lâu chưa? Dạ đám cưới là cũng là 6 năm rồi đó. 6 năm rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Con bé chưa? Nhau. Dạ có bé được 1 tuổi rưỡi. À. Được 1 tuổi rưỡi. Dạ, dạ. Lấy nhau lúc đó mới có 22 tuổi sao đúng. 23 ạ. Đúng rồi. Rồi. Kể cho chú biết coi cái lần đầu tiên hai đứa gặp nhau như thế nào. Lần đầu tiên là con với ảnh gặp nhau là lúc mà đó là con hình như là trước khi cưới là khoảng là... cô xin lỗi cái bây giờ đố ông mụ làm sao đoán được một cái chuyện tình của hai bạn này tương đối là lãng mạn đi. Em thử cho chị một cái tiểu phẩm nhỏ coi nè. Trời ơi, ông này ông bán áo đi mưa, rồi này học y dược, rồi sinh viên, rồi sao quen được ta. Trời ơi, biết rồi, cô này đi học, cô này đi học trong một ngày mưa gió bão bùng mà quên cái áo mưa ở nhà đó, vô tình đang đi mà đi ngang một cái xưởng bán áo mưa
thế là nhào vô như mua cái áo mưa, vô tình gặp ông này. Ông này thấy cô này dễ thương quá, không lấy tiền, tặng cái áo mưa luôn, từ đó quen nhau. Nó không có lãng mạn. Đúng em rồi. Ơi, trên con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm hả? Có một ngôi trường, một người ngôi trường nữ sinh đó. Rồi trường Trưng Vương. Thì đó, một người đó. Kế xã thú. Trời tự nhiên mưa. Mưa thì có một cô nữ sinh mà hôm đó không có áo mưa gì cả, thế là cô ấy chạy trên con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đó, áo dài của cổ ướt rừng rượt như vậy, thì cổ đi ngang qua cái chỗ bán áo mưa. Ông này không bán áo mưa ở đâu đó. Bạn này trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trời ơi. Trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Cái là tự nhiên xuống áo mưa nào trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thấy cô gái đó, nhưng mà tại vì cái áo dài nó ướt á, nó mỏng á, rồi cái bạn này tự nhiên thấy không được không được. Trời ơi, một người con gái như vậy không được. Thế là bắt đầu chạy ra đưa áo mưa, nhưng đưa kiểu này nè. Đó. Đó. Này áo mưa hả? Thế là bạn mặc vô bạn ấm áp nè, rồi tự nhiên bạn đáng yêu nè, xong nó ôi anh ơi, áo mưa của anh sao mà nó ấm vậy, nó dày vậy. Bạn này nói là luôn á. À, đó là do anh sản xuất đó em. Trời. Sản xuất vừa phân phối. Trời, một câu chuyện rất lạ lùng luôn nha. Thế là ở trên trời sấm chớp. Rồi hai đứa sạc điện coi như là sạc điện luôn đó. Luôn. Rồi đến với nhau. Hay nè, nó vô lý. Trời, vô lý hùng vô cùng. Vô lý hùng vô cùng. Xung quanh trường Nguyễn Khiêm ở đó là chỉ có xã thú thôi, chứ không có làm cái chừng á. Làm sao mà có cái xưởng? Có cái trường Trưng Vương mà không có cái xưởng áo mưa. Ta bán áo mưa chứ không bán áo mưa ngoài đường. Bán dạo. Bán dạo. Đã nói là anh vừa sản xuất, vừa. Lúc đó là bán dạo thôi, sau này mới lên sản xuất luôn. Nó bứt một cái áo mưa ở trên cái chỗ xong rồi đưa vậy nè. Đó, đó đưa vậy nè, đưa mà đưa không nhìn á, tại vì cái áo dài trắng nó mỏng quá. Ê, nãy giờ mình đón thấy cười cười không? Cái cười kinh bỉ á, cười kinh bỉ. Đất không? Dạ, đúng rồi, chất đất là, đúng không? Anh chị biết là đón là trật đất, nhưng mà cố tình đón vậy để cho không khí nó sâm tụ dạ. Quá, cho nó vui lên nha. Cô chú nó cô chú trật vậy đó. Thôi, thôi giờ hai đứa nói đi. Còn trật cỡ nào nữa. Sao? Nói đi bà. Dạ, khi mà em với lại anh Khiêm gặp nhau thì chắc là trước khi cưới là khoảng chắc là 7-8 năm rồi đó. Dạ, đã gặp 7-8 năm rồi, nhưng mà lúc đó thì hai đứa nói chung cũng như bạn bè thôi à. Gặp ở đâu? Là sao? Trước đó là gặp. Trước đó là bởi vì anh Khiêm á là bạn đại học cùng với anh rể. Thì lúc đó chị gái đang quen anh rể. Anh rể của con đó phải không? Dạ đúng rồi, anh rể của con. Xong rồi con xưa giờ con học ở tại Đắk Lắk. Chứ con không học ở dưới đây. Ở trên Đắk Lắk thì có cái trường đại học Y đó. Thì cũng có học ở trên đó. Chứ không có học dưới đây, xong rồi xuống đây chơi thôi. Thì xuống bên phòng trọ là cái là gặp anh này. Bởi vì lúc đó là bị thiếu người chở con đi ăn bún thịt nướng á. Là ảnh mới là chở người. Nhờ chở giùm đó. Dạ đúng bên, rồi. Bên con, bên nhánh của con mới nhờ bạn này chở con giùm. Dạ đúng rồi, đúng rồi ạ. Đó là lần đầu tiên gặp thì lúc đó thì cũng không lãng mạn. Cũng không có. Lúc đó hai đứa cũng không có gì với nhau hết á. Thì lúc đó thì nhìn anh này thì thấy ảnh cũng thư sinh, mình nhìn thấy cũng gọi là nhìn cũng cảm mến thôi. Dạ. Rồi cảm xúc của bạn trai khi mà được chở một cô gái từ Đắk Lắk xuống. Nếu mà con kể câu chuyện thì nó hơi chất quốc là thì lúc đó gặp thì cũng gọi là chỉ thấy là một cô bé gọi là cũng trắng trẻo rồi nhưng mà ốm á. Nhưng mà thì nói về cảm xúc thì cũng không cảm xúc, cũng ví dụ như là thì nhờ chở giùm thì mình cũng đang rảnh, mình sẵn tiện mình qua mình chở thôi. Dạ là lúc đó là anh rể hiện tại bây giờ cũng như là bạn của mình, bạn đại học. Dạ thì hồi đó hai anh em chơi cực kỳ thân. Cho nên chỉ cần lên tiếng nhờ là mình qua mình giúp mình chở giùm thôi. Vậy đó. Xí. Dạ. Lúc đó là con mới có mười mấy tuổi rồi đúng không? 18. 18 tuổi rồi. Thì bạn này, ông này có là 22, 22, 23. Dạ. Đúng học, không? Đang học đại học năm 3, năm 2. Ủa vậy là tụi con cưới nhau sau đó là tụi con cưới nhau là cách là 3 năm sau. Tại tụi con mới lấy 5 năm chứ. 5 năm đúng không? 5 năm 6 năm gì đó. Rồi sau đó thì nè, có nghĩa là lần đầu tiên các con gặp nhau, được chở nhau đi trên đường nữa là không có một cái cảm giác, không có một ấn tượng gì cả. Dạ, đúng rồi. Vậy thì điều gì? Đó, cái cột mốc nào mà coi như là khiến cho hai con coi như là quen nhau? Cái này phải hỏi anh này nè. Thì nếu mà nói cột mốc á thì cái thời điểm xảy ra đó là năm 2014 á. Lúc mà gọi nói chung là sau cái đợt đó thì cũng bình sau đó là cách đó mấy năm hầu như không gặp lại nhau. Có nghĩa là bé này xuống dưới chỉ là xuống chơi cái dịp đó ấy rồi con về luôn. Con ở được bao lâu? Con ở chắc khoảng mấy ngày, 3-4 ngày. Rồi con về luôn. Về rồi mấy xong rồi học vợ con là vẫn học ở Buôn Ma Thuột. Biết tới năm 2014 rồi. Là 20 tuổi. Dạ. Mà lúc đó tụi con không có liên lạc với nhau hả? Cũng không liên lạc, không như là bắt vô âm tính đó. Rồi cô ấy cũng quen một người khác, con rồi. Cũng quen một người khác. Rồi vì sao lại gặp nhau lại? Lại gặp lại. Nếu mà nói về cái biến cố đó thì 2014 đó. Dạ, 2014 đó thì lúc đó thì
lúc đó thì cô ấy cũng gọi là thất tình. Mà bản thân con thì lúc đó con cũng chia tay người yêu. Dạ, nói chung thì cũng gặp lại nhau, nói chung là cũng có dịp bên phía bạn là anh rể á, là ảnh cũng rủ lên Buôn Ma Thuột chơi. Cũng lại ông anh rể nữa. Dạ. Lần trước á thì rủ con bé này xuống Sài Gòn. Lần rủ, sau thì rủ một cô này đi lên Buôn Ma Thuột. Là nhờ ổng đó. Nhờ ổng đó. Nha, rồi, tiếp tục nè. Vậy là con lên Đắk Lắk, dạ, đúng không? Rồi. Chơi thì nói chung là mình cũng ở ngay tại nhà của Khánh luôn. Rồi gặp lại Khánh, đúng không? Dạ, gặp lại Khánh lần thứ hai. Lúc đó mới bắt đầu. Lúc đó thấy Khánh sao nè? Ấn tượng nè. Sao mấy năm không gặp, bây giờ gặp lại Khánh thì thấy sao? Thì nói chung là mình bản thân trong người mình thấy có cảm giác rất là lạ. Dạ. Nói chung là trước đây mình cũng từng tình cảm yêu đương rồi, nhưng mà cái cảm xúc kỳ này nó nói chung là đặc biệt lắm. Nó giống như là đúng như hồi nãy nay cô chú nói là tiếng sét luôn á. Dạ, lúc đó sét nó mới đánh. Vậy á hả? Dạ. Vậy lúc đó là mới chia tay người yêu nữa, đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi gặp cô này nữa, sau 2 năm là đẹp hơn nữa. Với lại cái thời tiết trên đó nữa, em ơi. Mát lắm chị ơi. Mát rồi. Mà phải công nhận là đẹp hơn so với cái lần đầu mà mình gặp, đúng không? Dạ, đúng rồi. Lúc đó thì mình mới nói, lần trước thì mình không để ý, nhưng mà lần này thì mình lại để ý. Tại lần này cô đơn đó, lần này cô đơn. Còn Khánh thì sao? Khánh gặp ảnh lại thì cái cảm xúc Khánh sao? Thấy bình thường. Dạ, vẫn bình thường thôi à. Rồi bây giờ tiếp tục nè. Rồi sau đó là chắc chắn là thấy là phải có gì đó đặc biệt rồi, đúng không? Dạ, thì là phải theo đuổi. Lúc đó thì mình cũng để ý, nhưng mà lúc đó lên là cũng đi chung với thêm bạn của anh rể nữa. Mà nói chung là bạn của anh rể cũng để ý Khánh luôn. Lúc đó nói chung là cái đó nó cũng giống như chất xúc tác cho con luôn đó. Dạ. Để cho con còn cần phải tranh giành đó, ngộ lắm. Nói chung lúc đó thì mình cũng không hiểu sao động lực ở đâu á, mình cứ theo đuổi miệt mài lắm. Thì cái động lực đó đó, tức là cái đó là cái nó gọi là cái bản năng của người đàn ông á. Giống thấy như tự nhiên có sự tranh giành đó. Nghĩa là có sự tranh giành là coi như là phải giành cho bằng được đó. Nhưng mà Khánh có biết là hai người đàn ông thích mình không? Dạ lúc đó biết à. Đó. Tại theo đuổi rất là rõ ràng. Lộ liễu luôn đúng không? Đúng rồi. Đó. Nhưng mà em thấy bên nào nhỉnh hơn? Dạ bên kia. Ủa là Khánh thích bên kia. Đúng chính xác luôn. Đúng rồi. Đó cũng là cái động lực. Đó là cái động lực mà để sống mãi. Cái câu chuyện của con nó còn dài phía sau nữa. Động lực đâu không thấy nữa mà con kể cô Hồng Vân với chú Quốc Thuận nghe nè. Là vợ con á lại chọn bên kia. Nhưng mà đi chơi á thì vẫn cứ rủ con bình thường. Kỳ vậy ta. Giống như con cảm giác con giống như con hàng sơ cua vậy. Không bây giờ này phải hỏi Khánh nè. Có bánh sơ cua con, xe hơi hỏi Khánh nè, tại sao thích ông kia mà lại chọn ông này để ông chở mình? Đâu anh đâu có chở đâu, mà ý là kêu theo đi chơi vui, bởi vì lúc đó cũng có anh rể con đi nữa. Bởi vì con với anh kia quen nhau chắc là cũng được 3 tháng á, bởi vì lúc đó hai anh đều cua mình, đều thích mình, xong mình chọn anh kia. Mình quen thử 3 tháng với anh kia nhưng mà ổng nắm tay nắm chân gì cũng không có luôn. Ổng nhát quá. Ổng nhát, ổng cực kỳ nhát luôn. Xong rồi mình nói là ủa rồi tính sinh nhật của con, không nhớ luôn. Cái là mình giận quá mình mới bỏ. Mà trong thời gian đó thì mình kêu là đi chơi, chứ ổng không bao giờ đi chơi riêng hết á. Là chơi chủ yếu là đi nhậu với nhau á. Đi nhậu thì lúc đó anh trẻ con cũng nhậu. Anh này thì ảnh cũng rảnh, cái kêu ảnh đi nhậu, thế là 4 người. Chứ không phải là con lúc nào đi 4 người hết. Dạ đúng rồi. Anh rể là không tính rồi. Nhưng mà 4 người gái không? Dạ không, chị gái đó ở đây cái đối thủ cạnh tranh với mình đó. Ngồi nhậu. Lúc nào nhậu 4 người hết. Dạ. Hầu như là cái giai đoạn năm 2014 làm nhậu 4 chân. Cái bàn 4 chân luôn. Rồi đến khi nào thì con mới quyết định là thấy anh này có một sự đặc biệt và con chọn anh? Tới cái khi mà lúc đó thì sinh nhật con vào tháng 9 thì là con tháng sau là con chia tay ông kia rồi. Thế là đến tháng 10, tháng 11, xong rồi đến lúc đó con vẫn một mình luôn. Thì ông này ông cứ gọi điện miết à. Cứ tối là ông gọi điện, thì lúc đó con này ở Buôn Ma Thuột. Ông này ở dưới Sài Gòn, cái tối là ông cứ gọi điện gọi nói chuyện trên trời dưới đất vậy đó. Xong rồi đến ngày Valentine là ngày 14 tháng 2. Cái tự nhiên ông bắt xe đò á, buổi tối lên xe, cái là buổi sáng tới Buôn Ma Thuột rồi đó. Cái ông lên ông tặng cho hoa rồi ông tặng quà vậy đó. Xong rồi ông kêu anh tặng em vậy đó, ông đi về. Xong mình cũng thấy là ông này cũng ấn tượng. Thấy ổng cũng kiểu là chịu khó chiều mình rồi cũng để ý ngày giờ vậy đó. Khó nét. Thế mình cũng để ý một chút rồi đó, nhưng mà mình vẫn chưa đồng ý. Mãi đến khi mà xuống dưới đây để học lên một chút nữa đó, thì xuống dưới đây đăng ký bên trường Nguyễn Tất Thành học. Thì anh này xuống đây có cơ hội nhiều hơn, cái là ổng chở mình đi đăng ký rồi chở mình đi học vậy đó. Thì đến lúc đó mình mới cảm thấy là
anh ảnh trân trọng mình nhiều hơn. Ừ. Cái là mình mới đồng ý, mình mới đồng ý quen ảnh. Ừ. Dạ. Dễ thương. Rồi học xong rồi có về Buôn Ma Thuột lại không? Dạ không. À, đó học xong như à, học xong xong rồi nhưng mà con với lại ảnh quen nhau khoảng có 5-6 tháng là quyết định cưới luôn đó. Ừ. Đúng rồi. Nhưng mà trong 5-6 tháng mà quen nhau như vậy á là có giận hờn, có nói chung là có một đứa ở tuốt trên Buôn Ma Thuột, một đứa ở dưới Sài Gòn đúng không? À, nhưng mà cái tánh của vợ con rất là kỳ, nghĩa là ở gần con á thì không bao giờ hai vợ chồng ít khi cãi lộn lắm. Ừ. Nhưng mà chỉ cần ở xa một cái là có chuyện giận liền. Vậy đó. Ủa nhưng mà hai năm đó là Khánh học ở dưới này suốt mà đâu có về chảnh? Không, vẫn có về chứ. À, có mấy đợt mà trường cho nghỉ thì vẫn là tranh thủ về Buôn Ma Thuột. Về chảnh. Ừ. Mỗi lần về là bắt đầu giận nha. Hầu như là ngày hôm trước ngày hôm sau là giận rồi, mà giận. Ừ. Mấy cái chuyện mà nó nhiều khi mà mình cũng không đỡ được. Có khi nào mà giận ví dụ như đơn giản là cuộc gọi nhỡ. Ừ. Lúc đó ví dụ gọi nhỡ rồi hay lâu trả lời tin nhắn gì đó là cũng bị là giận. Rồi con làm sao? Mỗi lần Khánh nó giận kiểu đó thì con làm bắt sao? Bắt xe lên Buôn Ma Thuột hả? Ha, thì mình cũng gọi điện rồi mình xin lỗi rồi sau đó mình cũng xoa dịu đó đi, mình nói lý do ra thì nếu mà lý do đó hợp lý thì cô ấy duyệt cho qua. Ừ. Có dạ. Khi nào không duyệt không? Có lần nào không duyệt không? Cũng có một lần, một lần duy nhất thôi. Ừ. là hồi đó, nhớ là cổ nói chung là cũng cái chuyện mà hai vợ chồng xa nhau á là cũng giận ghê lắm, kiểu giận mà gọi điện hoài không nghe máy luôn. Gọi điện mà cục pin điện thoại á mà gọi tới khi cắm nguồn sạc lại mà vẫn không nghe máy luôn. Không nghe máy luôn. Giận quá, dạ. Đúng không? Lúc đó là con cũng biết sao hết, nói chung trong lòng mình, trong đầu mình là hầu như không nghĩ được cái chuyện gì hết. Ừ. Cái là mình bắt đầu là mình xách xe máy ra. Mình lúc đó mình lần đầu tiên của con luôn á là rời khỏi quá 300 cây so với cái địa phận của thành phố Hồ Chí Minh mình luôn á. Wow. Con cứ search Google con đi thôi, mà con trên đường con đi là lúc đó là buổi trưa 12 giờ. Ừ. Mà con chạy lên trên đó là 6 giờ chiều á. Con đi xe máy luôn, đi xe máy một mình luôn, mà lần đầu tiên rời thành phố luôn á. Đi gì mà 6 tiếng hả? Dạ. Đúng rồi. 380 cây mà không đi 6 tiếng. Đi 6 tiếng đúng không à? Dạ. Đi xe máy mà. Ở, đi dữ, đi nhanh dữ chạy. Con đi lúc con đi trên người con chỉ có đúng bộ đồ thôi mà, với xe máy thôi. Ừ. Dạ. Rồi cái lần đó con lên đó rồi con có gặp rồi con năn nỉ rồi con có ở lại không hay là con về liền con luôn? Ở lại một buổi tối. Ừ. Dạ rồi sáng hôm sau con quay đầu con về. Hết giận rồi đúng không? Lên thấy ảnh rồi chắc xúc động lắm đúng không? Ờ lên không cần xin lỗi gì hết, lên thấy mặt con là cười rồi. Trời đất ơi. Cười rồi. Chứ cái mặt mà chầm dầm nữa chắc nó không biết sao à. À. Nhưng mà khi mà con quen với ảnh á thì chị con có ủng hộ không? Lúc đó thì chị gái con không ủng hộ, mà hai đứa trong vòng thời gian đó là quen lén luôn á. Ủa sao mà không ủng hộ ta? Bởi vì trước kia là ảnh lúc mà ảnh nói là gặp con xong rồi thời gian sau cũng quen người khác đó. Ừ. Thì ảnh là cũng quen với lại một cái bé ở trong nơi làm việc. Ừ. Thì bé đó cũng hay tâm sự với chị của con. Ừ. Nhưng mà bé đó khi mà chia tay với anh Khiêm thì bé đó nó không muốn. Ừ. Nó không muốn chia tay với anh Khiêm, cái làm ra là nó hay nhắn tin với lại chị gái của con á. Ừ. Kêu nói là anh Khiêm đừng có bỏ em rồi khóc lóc tùm lum hết á. Cái chị em mới là đồng cảm. Ừ. Đồng cảm với nhau, cái là khi mà biết anh Khiêm là bỏ bé đó khoảng thời gian ngắn nữa xong rồi xoay qua bên phía con, thì chị mới mường tượng là giống như là tính của Khiêm không có chung thủy, bỏ người ta như vậy đó. Ừ. Thế làm ra là có cái phản cảm. Ừ. À, đó là lúc đó thì hai chị em khi mà biết ra, khi chị gái biết ra là con với anh Khiêm quen nhau á, thì hai chị em gọi là quay mặt với nhau luôn, rất là giận nhau luôn. À, chị đến nỗi mà chị đòi tự tử nữa cơ. Ừ, đúng chị rồi. Tại thời điểm đó hai chị em nói chung là cực kỳ thương nhau lắm. Đúng rồi. Dạ. Chị rất là thương em luôn, thương như mẹ. Dạ, đúng rồi, chị chăm sóc em gái rất là kỹ, rất là giống như mẹ luôn vậy đó. Cái là đâm ra là mình kiểu giống như là mình không nghe theo lời của người mẹ vậy đó. Thì người mẹ thất vọng, cái đâm ra là giận. Ừ. Đó là đâm ra là giận đến khi mà lấy anh Khiêm sau 2 năm thì mới làm hòa lại là. Ồ, 2 năm sau rồi. Khi đám cưới thì chị cũng không chụp hình chung một tấm nào hết. Ừ. Giận quá. Rồi bây giờ tình cảm của chị với lại Khiêm thì sao? Hiện tại bây giờ thì mọi thứ trở về bình thường hết rồi. Tốt đẹp rồi. Tốt. Đúng. Dạ. Tốt đẹp chấp nhận tốt thôi chứ sao. Dạ. Giờ. Dạ đúng rồi. Như là thời gian, thấy thời gian nó sẽ xoa. Dạ. Dịu tất cả. Và bản thân con này con cũng dùng thời gian để chứng minh cái tình cảm. Ừ. Của mình. Ừ. Dành cho vợ con. Ừ. Dạ. Rồi vậy là sau cái lần mà giận hờn đó, rồi sau rồi con về thành phố con học ở đây, rồi con học chưa có học xong mà đúng chưa không? Chưa học xong luôn, ảnh đòi cưới luôn á. Thì cưới bởi luôn. Vì chị con cũng là một chất xúc tác để con quyết định cưới ảnh sớm à, luôn. À, hiểu rồi. Phải nói là bữa giờ đó là nhiều cặp vợ chồng đến với chương trình thì phải nói là cũng có rất nhiều cặp là tại sao là cưới nhanh. Có những cặp coi như là quen nhau mới có 1 tháng, 2 tháng cưới nhanh là bác sĩ bảo cưới.
thì không biết là trường hợp của hai đứa là bác sĩ có bảo cưới không? Dạ đương nhiên là không rồi. Nghe theo giờ đương nhiên. Lời giới thiệu ban đầu là chúng con đã cưới được 5 năm 6 tháng mà, gần 6 năm mà em bé mới có 1 tuổi rưỡi mà. Là hai đứa là giữ khoảng cách với nhau và giữ cho nhau. Đúng dạ. Rồi ạ. À. Với lại cái tư tưởng của vợ con nó khác với phần đông cái giới phụ nữ ở Việt Nam mình lắm. Ừ. Sao dạ. Khác làm sao nè? Khác làm sao nè? Okay. Là tính của con là con không có, mình thấy là mình có một đứa em bé, có một đứa con mình có trách nhiệm lắm. Nên là mình không có muốn có con. Khi mà lấy ảnh con nói chứ là nếu lấy thì không có con nha. Đồng ý thì lấy, còn không thôi. Đến như vậy luôn mà, nên năm ra là em bé đợt này cũng là sự cố. Đó là sự cố thôi chứ không phải là sự chuẩn bị của hai đứa. Nhưng mà sau khi sanh con rồi thì con đã bỏ cái tư tưởng kia chưa? Đã bắt thì đầu mình phải chấp nhận chưa? Đã bắt đầu mê em bé chưa? Cũng thương, rất là thương nó, thì cứ ôm nó, hôn nó miết thôi. Rất là mê đó. Đó, dạ thì mình cũng phải chấp nhận, nhưng mà kêu thêm đứa nữa không thì chắc là không nữa. Giận là anh lên tới Đắk Lắk. Đúng rồi. Để mà coi như là giảng hòa, để năng nỉ đúng không? Bất ngờ cái là tâm lý năng nỉ bất ngờ. Bất ngờ cái là lúc mà cầu hôn, ảnh có tạo sự bất ngờ cho em không? Cầu hôn à? Thì lúc đó là hôm đó cũng là ngày bình thường thôi. Cái là lúc đó còn đang ở Buôn Ma Thuột. Cái ảnh lên xong rồi lúc đó mình vẫn đang ngủ. Anh lên ảnh gõ cửa, cái mình vẫn mặc đồ ngủ bình thường vậy đó. Thì dậy xong rồi tự nhiên ảnh kêu đứng dậy đi. Cái ảnh quỳ xuống, ảnh cầm cái đó là tờ 500 đồng á, mà gấp thành cái nhẫn á, cái cầu hôn. Thì lúc đó mình cũng thấy ủa cầu hôn rồi đó hả? Thì mình tại tư tưởng là nghĩ là sẽ rất là lãng mạn đồ, mà cầu hôn cầm tờ 500 đồng đó mà cầu hôn. Thì thôi, cái là lúc đó thì cũng đang gây cấn với chị á, cái là thôi cũng chấp nhận ảnh. Cái 500 đồng đó nó là tiền đề cho 5 tỷ, 50 tỷ, dạ. 5 tỷ đó. Thì sau đó ảnh cũng dẫn vô BNC đó, lựa được cái nào thích cái nào thì lựa, bởi vì ảnh kêu là cái thẩm mỹ của con á là nó khác ảnh, nhiều lúc ảnh lựa ảnh lại không ưng. Đó nên ảnh dẫn vô đó tự lựa. Cái nhẫn 500 đồng nó giống như là vàng cọc vậy đó. Vàng cọc xong rồi bắt đầu ok rồi, bắt đầu là đi mua nhẫn xịn đúng không? Dạ. Kim là một người rất lãng mạn á nha. Nhìn cái tưởng cô Khang chứ thấy lãng mạn á. Không có lãng mạn đâu. Không có lãng mạn hả? Có lãng mạn không Kim? Thật ra thừa nhận là con khô, nhưng mà tại vì con sợ con mất cái khánh thôi, cho nên con mới tìm mọi cách. Nói chung là thời đó mình còn tra Google, mình search YouTube nữa mà. Chứ ngày xưa thì nói chung là con giống như là nhà con á, là thỉnh có mưa, nói chung là suốt ngày cứ ở trong nhà mình sản xuất không à. Mình làm suốt ngày từ sáng tới chiều tới tối luôn thôi. Ít khi tìm hiểu những vấn đề khác đó. Nhưng mà trước Khánh là con có mấy người yêu? Dạ nếu mà gọi là người yêu thì trước Khánh thì chỉ có hai. Dạ. Rồi những người yêu đó là mẹ có biết không? Có mẹ biết. Rồi tới Khánh là bao lâu thì dắt về gặp mẹ? Lúc mà thời đó thì mẹ cũng không thích cái mối quan hệ này á. Tại vì quen bé đó thì cũng làm cho mẹ. Thì khi mà mình chia tay thì mẹ cũng buồn lắm. Nhưng mà không thích, nhưng mà phản không thích thì không thích, nhưng mà phản đối cũng không phản đối. Dạ tại vì cứ luôn nói là quyết định là ở con. Rồi có vấn đề gì thì con phải tự chịu trách nhiệm quyết định của mình. Dạ thì cũng mình cũng thuyết phục kiểu dạng như mưa dầm thấm đất, rồi tới khi lúc mà mình thấy mẹ mình đã nguôi ngoai rồi đó, thì lúc đó là mới về, là dắt Khánh về ra mắt với mẹ. Rồi sau đó khoảng 1 tháng là kêu ba mẹ lên hỏi cưới Khánh luôn. Dạ. Rồi lúc đó là sao, giờ mẹ con thương Khánh chưa? Lúc cưới về thì mẹ cũng rất là bình thường, là đã chấp nhận Khánh là con dâu rồi, thì vẫn cư xử mà nói, nếu nói mà thương thật sự á thì bản thân con cảm nhận là không, là vẫn bình thường thôi, nhưng mà thời gian mà bồi đắp tất cả. Đúng rồi. Thì dần thì Khánh cũng khéo léo để làm cho má con thay đổi cái suy nghĩ không tích cực ban đầu về mình. Rồi bây giờ thì hiện tại là má con rất là thương Khánh. Vậy tốt quá. Dạ. Có nghĩa là con đã, tức là trước còn lúc mà mới cưới á, mới cưới về xong á, là lúc đó là mẹ đối với con sao? Lúc mà mới cưới về thì mẹ vẫn còn một chút, nói chung là bởi vì cái quan điểm của mẹ á, khác với lại con. Con thì theo hướng hiện đại á. Cái đó là mình phóng khoáng nhiều. Cái là mẹ thì mẹ lại theo hướng là công dung ngon hạnh. Cái là con gái là phải biết nấu nướng rồi nọ, con thì lại không như thế, con lại hướng ngoại nhiều hơn.
với mẹ. Rồi thêm nữa là nhiều lúc con hay lớn tiếng với lại chồng á. Bởi vì cái giọng con nó cũng lớn lớn. Ủa tụi con ở chung hả? Chung với mẹ hả? Dạ không, con ở riêng. Nhưng mà con ở đầu hẻm. Hai năm đầu con ở đầu hẻm, mẹ ở trong hẻm. Cái đâm ra hả? Mẹ tưởng đâu là quát chồng. Dạ đúng rồi, quát giọng. Cái giọng vợ con là nói rất là to. Đó xong còn rồi. Cái giọng của con thì nói rất là nhỏ. Nhiều khi hai vợ chồng nói chuyện với nhau mà con rất là mắc cười. Con bắt điện thoại lên, con alo. Con bản thân giọng của con á, con bắt điện thoại lên alo thì đầu bên kia lại nói là chào chị. Còn Khánh bắt điện thoại alo thì họ lại nói là chào anh. Thì hai vợ chồng con cũng gãi đầu luôn. Nhưng mà sau này là mẹ hiểu rồi đúng không? Dạ, về sau này thì mẹ hiểu. Lúc đó làm sao, lúc đó làm sao, lúc mà mẹ cứ thấy con nói lớn rồi mẹ có chỉnh không? Có chỉnh. Chỉnh xong rồi mình lúc đó mình cũng còn nhỏ, mình cũng giận lại. Mình cũng buồn lại cái về quát ông này. Về lại quát ông này. Thế là hai vợ chồng chỉ có đó gây cái chuyện đó thôi. Xong về sau này dần cái là tính con cũng thẳng á. Cái con cũng qua con nói chuyện với má. Con kêu má ơi, tính bản tính nó khó dời lắm. Bây giờ con không biết con dời sao hết á. Bây giờ má cố gắng, con cũng sẽ cố gắng tiết chế. Má cũng cố gắng, má chấp nhận con. Thế là nói mãi đến bây giờ thì nói chung mẹ thì cũng thương con lắm. Con cũng thương, rất là thương mẹ luôn. Dạ, hai mẹ con đều rất là thương nhau và hiểu nhau. Chủ yếu là tập trung vô anh này. Vì mẹ thì thương anh này lắm. Thương cực kỳ thương anh này luôn. Dạ. Trai một hả? Dạ không, nhà con là trai cả. Nhà còn hai đứa em sao nữa. Hai em gái hả, em trai? Dạ hai em trai hết. Ba trường hợp trai cả, trai út hoặc là trai độc nhất. Là mẹ là đắm đuối lắm. Dạ đúng rồi. Đúng không? Đó. Mà em thi sinh cũng nhiều lắm. Em cũng cố gắng thi sinh cho con em là anh trai anh gái? Dạ bé gái ạ. Bé gái hả? Đúng. Cái sự cố lúc mà xảy ra là lúc mà ngoài ý muốn là lúc có bầu á, là tại sao? Con không biết nó làm sao nữa. Tại hai vợ chồng thì cũng có dùng biện pháp. Là biện pháp để người, nhưng mà không biết sao trời xu đất khiến sao hôm đó lại không dùng. Cái con nghĩ là con đã canh ngày đúng rồi. Thế sao nó đến khi mà mình thử, con ngất xỉu luôn. Bởi vì mình mang thai đến khoảng một tháng, hơn tháng á. Cái là cảm thấy chuyện đứng lên nó chóng mặt. Từ trước giờ mình chưa gặp trường hợp này. Thế xong rồi mình cũng bị trễ nữa. Cái mình cầm que thử thai mình thử. Thế lúc mà cầm cái que thử thai lên nó hai vạch á, thế là con bẻ ngay lập tức. Con vứt, con không chấp nhận. Nói chung lúc đó tinh thần của mình không chấp nhận luôn. Xong rồi mới kêu anh này đi chở đi siêu âm đồ thì nó ra là đúng là như vậy. Cái là hai đứa ôm nhau khóc. Con á, thì khóc là bởi vì tại sao lại như vậy. Thế là mình chuẩn bị có một trách nhiệm nữa rồi. Anh này khóc thì bởi vì anh hạnh phúc quá. Khó có mình có được trách nhiệm nữa rồi. Khóc hai cái cảm hạnh xúc phúc khác hoàn toàn khác nhau. Hoàn toàn hai đứa ôm nhau cái là bệnh viện người ta đi ngang qua đi ngang lại, ta nhìn người ta cứ tưởng là chuyện gì. Họ tưởng là đôi vợ chồng hiếm muộn. Trời ơi, vui quá ha. Hai vợ chồng cùng khóc. Cùng khóc mà hai cái trạng thái khác nhau. Dạ đúng rồi. Nhưng mà là rồi sau khi sanh ra thì sao? Sau khi sanh con? Thời gian sanh con thì lúc đó chỉ có hai vợ chồng chăm em bé à. Bởi vì bà ngoại thì bị bệnh. Cái bà cũng không xuống được, mà bà nội bên này thì cũng vướng công việc, cũng không qua lại thường xuyên được. Cái là hai vợ chồng cũng chăm nhau như vậy, với chăm bé vậy đó. Thì anh này anh sáng anh đi xuống xưởng anh làm việc. Còn con thì ban ngày con ở nhà với em bé, cái con bị stress thời gian đó luôn. Stress vì chăm con đó, hả? Đúng dạ, rồi ạ, bị gọi là bị trầm cảm sâu sinh luôn. Mà em có bị stress là bị vỡ kế hoạch không? Có chứ. Có. Bé này á là nó mấy mang thai cũng chết mà chăm con cũng chết luôn. Cộng vô cái đó là nó mới điên chuyện trầm cảm lắm. Nhưng mà anh muốn biết nha. Vì lý do sao mà em lại không muốn có con? Ngoài cái trách nhiệm ra thì còn cái gì nữa? Tự do. Nói chung là mình thấy là hai vợ chồng vẫn yêu thương nhau, vẫn hạnh phúc với nhau thì tại sao phải có một cái sợi dây ràng buộc lại làm gì? Đối với tư tưởng của em là như vậy. Hệ quả của xem phim TVB. Đây là rất thích xem phim TVB. Fan cuồng của TVB. Mà anh này ảnh chiều nó nổi là em mê là mê diễn viên Cổ Thiên Lạc. Cái tối nằm mơ, không suy nghĩ gì hết mà tối nằm mơ là được ăn ăn bữa tối cùng với lại Cổ Thiên Lạc. Xong sáng dậy kể với ảnh, ảnh kêu chứ vợ yên tâm đi, mai mốt chồng sẽ có tiền, chồng mời Cổ Thiên Lạc ăn cơm với vợ. Anh nói như vậy luôn. Chỉ là câu nói mình biết là sẽ không khó thành hiện thật lắm nhưng mà mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Đúng rồi. Bởi vì mình một người đàn ông mà người chồng mà có thể chiều yêu mình mà đến nỗi mà chấp nhận mình ăn cơm với một người đàn ông khác, thân mật có kiểu vậy đó, ăn cơm một bữa cơm lãng mạn vậy đó. Đó, anh vẫn chấp nhận cho mình cảm thấy không là lãng mạn gì thì cũng tay ba tiếp thôi chứ. ngày xưa mình đi ăn tay tư, giờ thì ăn tay ba chứ. Mà đi ăn là có ảnh nữa đó. nhưng mà con cái lúc mà con biết vợ con bị trầm cảm sau sinh như vậy thì lúc ấy con sao? Thì lúc đó là con cũng cố gắng con phụ, con đi làm về thì con vẫn phụ hết mình mà.
Nhưng mà con biết không? Con biết là vợ con bị trầm cảm. Con biết chứ. Thì bình thường là chị đã hay cáu gắt rồi, bây giờ là chị cáu gắt bất cứ mọi lúc luôn. Nói kêu con bình thường thôi mà vẫn đã là cái giọng thể hiện cái giọng rất là cáu gắt rồi. Nghĩa là mình thấy vợ mình rất căng thẳng rồi cho nên mình cứ im mình làm thôi. Chứ tại vì mình cũng không chắc được, tại vì lúc đó sanh ra là hầu như cái thời điểm đó là tháng 4 năm 2020 á, là thời điểm bắt đầu chớm dịch á. Chớm dịch là mình bắt đầu phong tỏa đợt đầu tiên ở thành phố mình á, là từ lúc em bé sinh ra cho tới lúc thôi nôi á là hầu như là không có bên nội hay bên ngoại tôi cho phép được hết. Gần như khoảng thời gian đó là sáng là 6 giờ phải dậy đi làm. Tối là 7 8 giờ mới về tới nhà, nhưng mà vẫn cố gắng để mà mỗi lần em bé dậy khóc nửa đêm là mình vẫn phải dậy để mà cho vợ ngủ. Tại vì mình nói thẳng ra là con rất là thương vợ, tại vì một mình vợ ở nhà với một đứa em bé mà hầu như nó có thể là khóc cả ngày luôn, mà nhiều khi cái tiếng khóc đó có thể gây rất là stress chứ cho người mẹ đó. Đó đúng rồi. Tại vì hầu như tụi con là đã chuẩn bị trong giai đoạn mà mang thai là đã đi học thai giáo, đã chuẩn bị tất cả tâm lý rồi, nhưng mà khi mà em bé nó ra cái tiếng khóc đó là mình không biết xử lý làm sao hết. Cũng không có người lớn, hầu như người lớn không có đưa ra lời khuyên nhủ gì hết, hai vợ chồng phải tự mò hết. Nhưng mà Khánh, cái lúc thời điểm đó Khánh có khi nào Khánh có những suy nghĩ tiêu cực không? Dạ có. Ví dụ? Trong cái tháng đầu tiên á, khi mà em bé nó khóc á, nằm bên cạnh con á, nó khóc. Cái con thì lúc đó còn đói bụng lắm mà không có ai đưa cơm xuống, bởi vì mình ở cái lầu á, mình ở cái lầu trên. Má dặn là không được đi lên đi xuống cầu thang, chứ không là má muốn ảnh hưởng sức khỏe, chứ cũng sợ. Lúc đó thì đói bụng lắm luôn mà không ai mang cơm cho mình hết, bây giờ mình không xuống cũng được mà lên cũng được. Cái nhìn qua con bé nó có khóc miết nữa. Cái là kêu chứ thôi hai mẹ con ôm nhau nhảy lầu chết cho rồi. Đó, đến như vậy luôn. Cái đó cái trầm cảm nó kinh khủng lắm, cái trầm cảm sau sinh đó. Đúng rồi, là tự cái suy nghĩ đó có hai lần. Chớm hai lần. Trời ơi con biết không, thực ra mà nói á, là những người trầm cảm sau sinh á, mà nhất là cái rơi vào trường hợp giống như Khánh á, là không bao giờ được để cho ở một mình với đứa nhỏ đó. Dạ. May mắn là không có chuyện gì xảy ra đó. Không được để một mình. Nhưng mà em cũng may mắn khi mà chồng em là khi là một người rất tâm lý và rất là thương vợ. Đúng rồi. Cho nên rất là chia sẻ với em. Anh định hỏi em câu là có khi nào em cảm thấy là em có một cảm giác là em chịu đựng không? Chịu đựng vợ không? Nếu mà nói từ chịu đựng là hầu như không, tại vì em chỉ có từ là chịu vợ thôi chứ không có đựng mua chịu thương đựng vợ. Dạ. Thương vợ và đồng vợ đồng muốn gì mình đều chịu hết. Ok. Tại vì em con hiểu được. Con hiểu được cái tức là hiểu được vợ đó. Dạ. Có những ông chồng mà không hiểu được vợ là thế nào cũng đi đến những cái chuyện không hay á. Dạ. Nhưng mà em không định là có đứa thứ hai nữa. Dạ đúng rồi, có đứa thứ hai chắc là không. Mà có khi nào nó có cái tai nạn nghề nghiệp nữa không? Dạ, hôm bữa mà sinh em bé, bởi vì là sinh mổ. Em thuê bệnh viện đó rồi thuê bác sĩ riêng tới mổ luôn á. Thế là nói lúc mà mổ xong rồi đấy em bé ra xong rồi em mới vọng lên em kêu bác sĩ ơi, triệt sản cho em luôn đi. Cái bác sĩ kêu chứ em muốn tôi đi tù hả? Bởi vì lúc đó mới 28 tuổi mà theo gọi là nhân đạo đó là không được, với lại thêm luật của nhà nước mình hay sao đó là không được, cái là không được. Đó là đến như vậy luôn á, là kêu là chỉ xác định một đứa thôi. Chứ kêu còn có đứa nữa không biết. Sao có thích có con nữa không? Nếu mà có được thì quá tốt chứ. Nhưng mà tại vì nói chung mình chiều vợ mà, tại vì hầu như là cái chuyện sanh con là phụ nữ là người cực nhất. Đàn ông mình nói là cực cực vậy thôi chứ khỏe re à. Tại vì cái chuyện mình mệt, nó là mệt về cái xác thôi. Còn phụ nữ mà Khánh mới sinh có một lần mà đã xảy ra cái vấn đề bị stress như vậy rồi, trầm cảm hết rồi thì mình cũng sợ có đứa thứ hai lắm. Dạ. Vì sợ, tại vì suy nghĩ nó đã chớm ra trong đầu hai lần rồi thì mình đâu có, bản thân mình cũng không lường trước được là lỡ như có đứa nữa nó có chớm mình nữa hay không. Nói chung là tại vì Khánh là cái người mà giống như là Khánh tự đặt vào một cái trách nhiệm quá lớn đối với mình trước khi mà có em bé. Tức là bạn này là bạn muốn enjoy cái cuộc sống của mình trước, bạn muốn tận hưởng hết những cái gì mà mình sanh ra và mình phải được hưởng. Thì khi mà bạn muốn cái điều đó thì bạn sẽ rất sợ một cái điều mà cản lại cái việc mà bạn muốn. Dạ, đúng thì rồi. Cái việc đó là việc có một đứa con, là bởi vì sao? Bạn này là người có trách nhiệm, có nghĩa là bạn nếu khi bạn có đứa con rồi là bạn sẽ phải bỏ tất cả những cái kia để bạn lo cho cái đứa dạ, nhỏ. Tính của vợ con là một người gọi là sợ gánh trách nhiệm. Tại vì nếu mà chị không có muốn gánh trách nhiệm nhiều, nhưng mà một khi chị gánh là chị phải làm cái việc đó rất là hoàn hảo. Thì đó, thì bởi vì sợ gánh trách nhiệm. Và bạn này là người cực kỳ có trách nhiệm. Bởi vì quá có trách nhiệm cho nên rất sợ gánh cái trách nhiệm đó. Dạ. Là cô biết cái kiểu Khánh là hơi cực đoan á. Dạ, đúng chính rồi. Vì vậy chính vì vậy mà rất dễ bị trầm cảm. Đó, nó là mong như vậy. Mong muốn mọi chuyện đều hoàn hảo trong bàn tay của mình. Cho nên rằng thôi thì bây giờ vậy nè,
tụi con đã có một đứa rồi, rất may mắn là đã vượt qua tất cả những cái giai đoạn mà khó khăn là u tối nhất trong trong cái tinh thần của mình rồi. Thì tất cả mọi thứ con cứ để tự nhiên, đến một lúc nào đó em nó 5-6 tuổi, nó lớn lên, lúc đó nó đáng yêu khủng khiếp luôn. Rồi đến khi đúng nó 9-10 tuổi, vì nó con gái mà, nó sẽ bên cạnh mẹ, nó sẽ ỷ ô với mẹ. Thì có thể cái là mình cũng rất mong muốn điều đó thôi, là lúc cái tư tưởng của Khánh sẽ khác, sẽ thay đổi, sẽ thay đổi. Bởi vì cái đứa nhỏ nó ngộ lắm, nó hay lắm, nó đúng là thiên thần luôn á. Nó sẽ hóa giải được cái điều đó. Tới bây giờ là bản thân Khánh là Khánh thay đổi rất là nhiều rồi đó. Từ từ Khánh sẽ thay đổi. Ngày xưa nhìn mấy cảnh em bé này nọ là không có cảm xúc đâu nhưng mà bây giờ là thuộc dạng như mấy cái hội bỉm sữa trên Facebook là người trả lời tích cực nhất luôn á. Thì Khánh là có học cái lớp easy chăm em bé đó. Khánh là từ y dược, như là y dược nữa, cái cốt là y dược nữa, là bất cứ câu hỏi nào trên cái fanpage đó là Khánh là người trả lời tích cực nhất. Con biết không, mai mốt á, bắt đầu nó 5-6 tuổi nó bập bẹ, nó nói rồi con sẽ chết với nó. Đâu, 2 tuổi 3 tuổi đang rồi, không chưa đâu bạn này. Trời, cần ơi. cái open ra, nó phải nói được với con và con sẽ nói được với nó, có sự giao tiếp qua lại. Đúng rồi, lúc đó con sẽ mê chứ mà lúc mà mới sinh ra nó thấy nó nằm có một cục đó, đúng rồi em ơi, đúng rồi, mình vẫn chưa thích. Tôi tại vì tôi già rồi tôi chăm không được, chứ nếu mà tôi lấy vợ sớm chứ tôi đẻ cho 7 con dạ, thôi được rồi, anh hai đứa anh ngon rồi. Không phải, anh quá ngon rồi, mà tại vì già quá, già quá còn muốn đẻ nữa. Gái trước trai sau là anh 10 điểm rồi, đúng rồi. Trời ơi, nè mai mốt nha, không, dĩ nhiên bây giờ là không có xúi đẻ nữa nha, không có khuyên nha, tội tiền nha. Dạ. Tùy hỷ nha, thuận theo tự nhiên nha. Nhưng mà tôi dám bảo đảm mai mốt bà này sẽ yêu cầu thêm thằng trai nữa đó. Rồi bây giờ cá không? Đó. Tại vì nè em nó lên 3-4 tuổi rồi, trời nhìn đã lắm em ơi. Cưng chết đi được, lúc đó thèm đó. Yeah. Lúc đó chảnh. Bây giờ qua cái kia đi. Rất là cưng rồi mà. Bây giờ qua tới cái phần này nè. Quá cưng. Đại hội vạch mặt. Đó. Mặt xấu. Đó, người ta gọi xấu, là đại hội vạch mặt. Đó. Đó. Đại hội vạch mặt. Để Kim khui trước đó. Ai trước nè? Thì để con đi, để con nói thẳng vào vấn đề luôn nha, không có rào trước đối sau nha. Thì vợ con nếu mà để mà kể, gọi là kể tính tật xấu. Tật xấu hả? Kể tật xấu thì sợ hết thời lượng chương trình luôn á. Tật xấu điển hình. Đó. Thì cực kỳ dễ, nói chung là tánh nóng. Phụ nữ mà tánh nóng như Trương Phi vậy. Thứ hai là hay sai chồng lắm, sai giặt á, sai chồng mà chạy sai ví dụ như có cái điện thoại là giật bất ly thân, mà đi ra đằng sau nấu ăn á là kêu chồng để điện thoại trước vậy đó, không cầm theo. Kêu chồng lên lấy điện thoại mang xuống. Xong nấu ăn xong á đi lên trên bàn làm việc ngồi á là kêu chồng cầm điện thoại từ dưới nhà bếp mang lên. Vậy nấu ăn chắc hay lắm đúng không, nấu ăn nhiều món lắm đúng không? Số món mà nấu ăn ngon thì chắc đếm được có một bàn tay rồi. Vậy ngon rồi, năm món năm món là được rồi. Chiên xào luộc hấp nấu cơm nữa là xong rồi. Cơm bắt ăn vặt, cơm nhà ít ăn lắm mà ăn vặt nhiều lắm. Ăn đủ thứ trên đời hết, từ nói chung là hầu như cái món nào bán ngoài dĩa hè là ăn hết. Bánh tráng trộn là chắc chắn là phải có rồi đúng không? Cái đó nó là một cái thú vui mà gọi là thú vui cực kỳ thú tính của các bà phụ nữ. Thiệt luôn á. Cái đó là thực sự đó, cái đam mê đó nó không ảnh hưởng tới quán này, quán kia để lựa ra cái quán nào bán ngon nhất rồi ăn đúng mỗi quán đó. Ăn ăn vặt là shipper hay sao? Shipper là chồng luôn á. Em phải đi mua hả? Con phải đi mua hả? Đúng rồi, bình thường là ví dụ như ở nhà có đói bụng cả nào, nhưng mà đợi chồng đi làm về rồi mới sai chồng đi mua cơ. Khoái chồng đi mua đúng không? Tại sao nó có nhiều những quán ăn vặt là như vậy đó, để đáp ứng nhu cầu mấy bà phụ nữ thôi. Chắc tôi phải mở quán ăn vặt quá rồi. Thằng Hiệp nó mở ở đó, ăn vặt Hiệp. Rồi còn gì nữa không nè? Nếu mà... Thôi không kể nữa đâu. Sao vậy? Nó stress nữa phải không? Nó trầm cảm nữa hay gì? Hả? Không sao đâu, không sao, không có sao hết trơn á. Để thêm tật nó thôi, khui thêm tật nó đi. Khui thêm tật nữa uống bia là vô đối. Bia dữ lắm mà. Bản thân con là đàn ông, con uống bia mà con thua mà. Không, uống bia không phải tật xấu. Chỉ có uống bia xong xỉn vô đó. Sao uống bia không tật xấu chú Thuận? Uống bia xong con là người dọn mà sao không xấu? Uống bia xong là con hốt phải không? Vợ cái đi ngủ thôi con hốt mà. Dọn mà. Nhưng mà là hai vợ chồng là có cưa tao đâu với nhau? Dạ có. Thường xuyên phải không? Tức là bình thường luôn. Hai vợ chồng uống gọi là gì? Nó gọi là gì? Ẩm đấu ẩm hay đối ẩm, hai chồng đối ẩm nhau, có thể nói gọi là chi kỷ á. Vậy ngon dạ. Vậy được rồi, vậy đó vui lắm, hiếm hoi có cặp vợ chồng nào mà như vậy lắm. Chồng thích uống với bạn chồng, vợ thích uống với bạn vợ, còn hai chồng mà uống nhau là vậy là hay rồi, dễ thương á. Cái đó cứ một tuần hoặc là hai tuần là có gì buồn vui là lôi nhau ra nhậu. Được á. Bởi ông Tuấn không chán chị lắm. Là bà đâu biết nhậu gì chứ không, ảnh cũng không có nhậu, ảnh là ẩm trà, gọi là gì, trà đạo hả? Trà đạo thôi.
mà cô chớ hề biết uống một miếng trà luôn, bởi ông cũng chán trường cô lắm, hiểu không? Cái này là hai vợ chồng thường xuyên coi như là uống với nhau. Thôi được, cái đó dễ thương. Nhưng mà chia ra hai trường phái nữa, ví dụ như có hơi men vô á thì chồng im im không nói gì hết, còn vợ thì lầy lầy vô đói luôn. Mà lầy vui thì lầy vui thôi. Thôi vậy đúng cũng được, vậy rồi. Được rồi, chứ hai đứa cùng lầy nữa cũng mệt nữa. Thôi, vậy không có phải tật xấu đâu, không có binh đâu, nhưng mà uống vậy nó vui. Vậy đi. Chừng nào bà kêu bà hàng xóm lại hai bà ngồi cưa đôi á, cái đó mới là tật xấu. Vậy là coi như chỉ có nóng tính thì chấp nhận là tật xấu thôi. Quá. Nóng tính thôi. Nữ mà nóng tính như Trương Phi thật mệt lắm nha. Với lại cái vật bất ly thân mà không cầm theo là mình phải nhiều khi có những cái lúc mà cái điện thoại nó với là đúng là vật bất ly thân, mà có chuyện gì một cái là mình emergency liền, con hiểu không? Dạ. Tạo cái thói quen đó đi, lúc nào cũng cầm trên tay để có người để sai vặt mà nó rồi bây giờ tới con đó. Tật xấu của ổng là gì? Tật xấu của ảnh là sao ta, chỉ có nói chung là mọi thứ ảnh đối với mình đều tốt á. Có tật xấu là giống như là hay quên. Ảnh hay quên, ví dụ như là đây cũng hay quên vậy. Dạ. Con cũng hay quên. Không, cái đó là mình cố tình mình sai thôi. Bởi vì mình biết có người đó nên kia là thú tính nha, chứ không phải người ta hay quên nha. Thú tính. Nên là ảnh là hay quên, ảnh ví dụ như cái đồ đó mình kêu là dặn nhớ mang theo nha. Rồi mà lát sau tí nữa cũng không mang theo. Đi tới nửa đường cái là mới nhớ là còn quên cái vật đó. Mà cái đó là rất nhiều lần luôn rồi. Đó nên đó là tật xấu. Cái thứ hai nữa là hay quên nè. Ảnh ngủ ngáy quá. Ngáy đâu phải tật xấu đâu, đâu kiểm soát được. Là coi là lực bất tòng tâm thì đó. Lực sao mà kiểm soát được? Cái chuyện nó gần như là vô thức của mình. Đúng rồi, mình không có kiểm soát được. Nhưng mà cái đợt mà con ngáy mà chị khó chịu á, xong rồi chị lên trên mạng á, chị đưa cho mình đọc cái tin là chị cái gì án mạng xảy ra từ tiếng ngáy. Trời ơi, thăm dọa. Vậy là tật xấu đó. Cái này là tật xấu đó. Đó, tật xấu. Hiếp người quá đáng. Thăm dọa. Người quá đáng. À, tiếp, ngáy không phải tật xấu, ngáy là nó là bệnh lý. Thì chỉ có nhiêu đó thôi chứ còn lại thì ảnh nói chung là đối với con là hoàn hảo. Hoàn hảo. Vậy con có muốn ảnh thay đổi gì không? Thay đổi cái chỉ hay quên á, cái tính hay quên á. Vậy là đi mua thuốc bổ não nghe chưa? Mà không phải, cũng nói vậy thì không thể chấp được ảnh bởi vì ảnh rất là nhiều công việc. Dạ, quản xuyến xưởng rồi công ty rồi các kiểu ảnh cũng rất là nhiều thôi, công việc. Thông cảm. Dạ. Vậy là con phải ấy, muốn cho ảnh hay quên á, bây giờ bớt cái thú tính hành hạ đi, bớt sai giặt chồng bớt đi. Lại. Đó, để cho chồng renew cái não chồng cho nó tươi xanh chút xíu. Má của Khánh á, là má vợ con á, cũng cái tính đó thôi à. Sai ba vợ con tùm lum hết mà. Di từ truyền. Nhỏ. Đây là một căn bệnh di truyền học từ mẹ truyền qua con. Chồng con sai, chồng má sai. Dạ đúng rồi, dạ có. Nhưng mà tính con thì mạnh mẽ. Dạ. Tính của Khánh có mạnh mẽ không? Dạ không, ảnh thì nói chung nhìn ảnh bự to con vậy thôi chứ yếu mềm lắm. Nói chung là ví dụ như mà khi mà vợ giận quá hoặc là gây sự với vợ gây cứng quá cái là ảnh rưng rưng khóc hả? Đúng. Hai rồi. Anh em bắt tay nhau đi. Hai anh em bắt tay nhau đi. Thật khoảng cách 5 cm nhưng đây hay khóc lắm, người đàn ông rất là dễ rơi nước mắt, nhạy cảm, chạnh lòng chút xíu này đã chứng kiến rồi. 8 năm nay các cặp vợ chồng son mà những hoàn cảnh nào ấy là khóc nước mắt đó, cứ vậy đó. Nút ngược vô tại vì người ta tình sĩ cảm diện á mà nút ngược vô tình cảm quá tình thì cảm chị nói đó. Em hai anh em bắt tay nhau được rồi đó, anh mong manh lắm anh có những cái đồng cảm với Khánh với Khiêm nhiều trong cái đời sống hôn nhân của em với Khánh và thật sự là với lại hai vợ chồng là cũng đồng cảm đấy. Hai vợ chồng con là cũng có giao kèo mà nói chung là giận cái nào giận nhưng mà chỉ trong ngày thôi, trước khi đi ngủ là phải làm hòa. Mới tại vì chiếc giường chỉ có một thôi, nhà không có cái giường thứ hai. Mà cũng không có, con cũng không thích ngủ dưới đất nữa cho nên là giao kèo trước luôn là giận thì giận nhưng mà trước khi ngủ là phải xong. Đối tác nhưng mà có thực hồi hiện đó đúng không? Con lại quên giao kèo là lỗi ai người đó nhận chứ cuối cùng là con nhận hết rồi. Con nhận hết luôn. Đúng sai con cũng nhận. Rồi vậy bây giờ con mong muốn vợ con thay đổi điều gì? Cứ vẫn là cô ấy thôi, tại vì trước đây mình yêu cô ấy vì lý do gì thì bây giờ mình cũng yêu cô ấy vì lý do. Không cần phải thay đổi gì hết. Không mong muốn bớt nóng tính đúng không? Dạ. Coi chừng hối không kịp nha, con có mong muốn đây là cơ hội đó tính. Không cái mình nóng tính ví dụ như là nóng tính là trong cái vấn đề gia đình á thì mình thấy nó vẫn ổn mà tại vì cô ấy vẫn có cái chính kiến riêng của mình. Cô ấy nóng tính là thì mình nói thôi chắc là mình sai về cái điều đó cô ấy nóng thôi. Chứ giờ con hỏi bản thân con hiền quá rồi mà không có người ví dụ như vợ con nóng tính ví dụ như lỡ có ai làm thiếu nợ con thiếu nợ con kêu vợ con đi đòi nợ thì phải nóng tính lên chứ. Rồi có nghĩa là hai vợ chồng đều không muốn sự thay đổi gì cả. Con cũng vậy đâu muốn Khiêm thay đổi điều gì hả? Chỉ mong muốn chồng bớt quên thôi. Bớt quên. Cái bớt quên đó là con cứ mua thuốc bổ não về không sao hết.
như vậy là ok vậy được rồi. Thôi hai vợ chồng này thực sự coi như là qua cơn bỉ cực tới qua cơn bỉ cực hết rồi bây giờ nói chung về tinh thần tụi con bây giờ đang trong cái giai đoạn gọi là sảng khoái rồi bắt đầu mở ra bắt đầu tất cả những cái mà năng lượng xấu bắt đầu nó bay đi hết để mà nó sắp sửa nó re-up cái năng lượng mới vô cho con thì cô hy vọng là em bé càng lớn càng đáng yêu em bé càng lớn càng đeo mẹ con đừng có tư tưởng là dành tình cảm của nó với mẹ nghe con phải vung vô nhớ nha tức là vậy nè mặc dù con yêu con khủng khiếp nha con thương nó khủng khiếp nhưng cô khuyên con nè con bằng mọi cách con phải dung dáng nó vô nó phải bám mẹ nó con hiểu chưa nó phải bám mẹ nó không rời mẹ nó ra và mẹ nó là thần tượng của nó thì con sẽ có đứa con trai thứ nhì đó hay là hay không con hay hiểu không? Chưa dạ, đó. Đó kinh nghiệm đó nghe dữ lắm đó nghe rồi xin cảm ơn hai em nha một cái nụ cười của em rất đẹp và anh khuyên em nên thường xuyên tăng cường những cái nụ cười của mình không được rơi vào những cái trạng thái u uất không được rơi vào những trạng thái mà chỉ có một mình giải tỏa và bị stress rất dễ bị stress trong cái thời điểm này nha rồi chúc cho hai em sẽ luôn luôn hạnh phúc ha hiểu nhau ha và mau có một cái sự suy nghĩ là nên có em trai nha rồi xin cảm ơn hai em cảm ơn hai đứa nghe rồi.